Chào mừng các bạn quay trở lại với channel Overbeast. Không biết ở đây đã có ai xem bộ phim Em và Trịnh, một bộ phim tài liệu của đạo diễn Phạm Nhật Minh xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chưa nhỉ? Chắc hẳn sau khi xem xong bộ phim, chúng ta sẽ bị ấn tượng không chỉ vì những cuộc đời đầy biến cố của Trịnh Công Sơn, những bài hát ngọt ngào, đầy diễm lệ, mà còn bởi vì những nàng thơ đi qua cuộc đời ông. Trong đó, ca sĩ Bùi Lan Hương và vai người bạn tri âm của Trịnh Công Sơn thu hút người xem cả về vẻ đẹp trưởng thành lẫn giọng hát đặc trưng. Thoát ra khỏi bộ phim, Bùi Lan Hương trở thành một ca sĩ được chú ý nhiều hơn và hiện tại cô cũng được mọi người để ý hơn bao giờ hết bởi mối tình với đạo diễn Quảng Dũng. Ngay bây giờ, hãy cùng chúng mình tìm hiểu về tiểu sử Bùi Lan Hương và mối tình với đạo diễn Quảng Dũng. Tên khai sinh Bùi Lan Hương, tên gọi khác Helena Bùi. Ngày sinh 11 tháng 6 năm 1989, 34 tuổi, tại Hà Nội, nguyên quán Hải Dương, thể loại Dream Pop, Jazz ADM, nghề nghiệp ca sĩ kiêm nhạc sĩ nhà sản xuất thu âm, nhạc cụ piano, năm hoạt động 2017 đến nay, hợp tác với Phan Mạnh Quỳnh, Hà Lê, bài hát tiêu biểu Mê Muội, Mâu Thuẫn, Bùa Mê, Ngay Chia Rồng Bão, Mặt Trăng. Là một nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ nhà sản xuất thu âm, cô còn là nghệ sĩ từng giành được một giải công hiến ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm, năm 2019. Bùi Lan Hương tự sáng tác và tham gia sản xuất hầu hết các ca khúc mà cô hát. Cô nổi lên từ chương trình Sing My Song, bài hát hay nhất mùa 2 với hàng loạt bản nhạc mang phong cách dream pop. Bùi Lan Hương cũng được công nhận rộng rãi là ca sĩ tiền phong theo thể loại dream pop, nhạc ảo ở Việt Nam. Cô được nhạc sĩ Lê Minh Sơn mệnh danh là nữ hoàng nhạc dream pop ở Việt Nam. Về trình độ học vấn, năm 2014 đỗ thủ khoa và tốt nghiệp á khoa thính phòng opera tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, cô nhận được học bổng tại Singapore. Năm 2020, cô tốt nghiệp khoa thanh nhạc biểu diễn ra tại trường LaSalle College of the Arts, Học viện Nghệ thuật số 1 tại Singapore. Năm 2017, nhận được lời mời đóng phim Glee, phiên bản Việt và vào vai cô giáo Thảo Trang. Cũng trong thời gian này, Bùi Lan Hương có nhiều thời gian rảnh và cô bắt đầu sáng tác. Người truyền cảm hứng cho các sáng tác của cô mang hơi thở dream pop cũng chính là thần tượng của Lan Hương, ca sĩ Lana Del Rey. Bắt đầu được biết đến khi tham gia chương trình Sing My Song năm 2018 và dừng chân ở top 5, cô ghi dấu ấn bởi giọng hát lạ cùng dòng nhạc dream pop kén người nghe với hai ca khúc dự thi mâu thuẫn bùa mê cô có sức thôi miên người nghe với giọng hát lúc lãng đãng phiêu bồng ma mị dịu giặt cuốn hút bất cứ ai cùng chìm vào thứ giai điệu riêng biệt các bài hát của bùi lan hương đều cho thấy được mỹ cảm âm nhạc thượng thừa của cô qua sự trao chuốt tỉ mỉ lời ca chứa được nhiều hình ảnh sâu sắc sau cuộc thi bùi lan hương tung ra album phòng thu đầu tiên theo phong cách dream pop mang tên thiên thần sa ngã sau đó là một loạt đĩa đơn người tạo cú hích cho nhạc phim, trở thành Lana Del Rey, Việt Nam. Là ca sĩ thể hiện ca khúc Ngày chưa Dòng Bão của tác giả Phạm Lãnh Quỳnh trong phim Người Bất Tử, MV phát hành độc lập đạt gần 30 triệu view ngay cả khi phim đã ngừng chiếu dạp. Ca khúc này được đón nhận nồng nhiệt bởi sự thể hiện đầy ma mị qua giọng ca độc đáo. Đây cũng là một cú đột phá vô cùng lớn trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Ca khúc Ngày chưa Dòng Bão được rất nhiều ca sĩ cover lại như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Quang Trung, Hà Nhi, nhưng phong cách thể hiện của Lan Hương vẫn có màu sắc riêng. Nói về giọng hát khi thể hiện ca khúc Ngày Trời Dông Bão, Phan Mạnh Quỳnh từng nhận xét, trong quá trình thu âm, tôi hoàn toàn bị thuyết phục bởi giọng hát của Hương. Mọi người để ý sẽ thấy giọng hát của bạn ấy có sự tự sự của một người đa sầu đa cảm. Cái cách bạn ấy lời nhịp, mọi thứ đều tương đối gọn gàng nhưng mà rất liều trai. Sau đó là loạt ca khúc nhạc phim được Lan Hương thể hiện như Đóa Hoa Bạch Trà trong Gái Giả Lắm Chiều Năm 2020, Kiều Mệnh Khúc trong Kiều 2021. MV Đóa Bạch Trà được ekip phim Gái Giả Lắm Chiều Năm phát hành trước khi phim công chiếu tháng 12 năm 2020, được coi là vũ khí truyền thông của phim. Cuối năm 2020, cô nhận lời mời của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thể hiện ca khúc Sự Thật Vỡ Đồi kết hợp cùng với Đạt Gì trong bộ phim Tiệc Tràng Máu. Dream Pop thật sự là dòng nhạc kén người nghe và khá mới mẻ ở Việt Nam. Tuy vậy, Bùi Lan Hương vẫn quyết định đi theo dòng nhạc này, thể hiện sự táo bạo và liều lĩnh, nhưng chính sự kiên định, cá tính lại mang đến thành công cho nữ ca sĩ 8X. Với một kho tàng nhạc Dream Pop như hiện tại, Bùi Lan Hương chính là Lana Del Rey Việt Nam. Mối duyên với bộ phim Em và Trịnh Năm 2022, đảm nhận vai giành ca Khánh Ly trong bộ phim điện ảnh Em và Trịnh của đạo diễn Phạm Gia Nhật Linh và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng là giám đốc sáng tạo kiêm nhà sản xuất chính cho bộ phim. Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, sau những buổi chiếu đầu tiên, Lan Hương lập tức nhận được phản hồi tốt từ khán giả cũng như người trong ngành. Cô tạo cho người xem cảm giác thích thú mỗi khi xuất hiện trong phim đa phần khán giả dành lời khen cho diễn xuất vừa vặn của nữ ca sĩ. Xét về mặt diễn xuất lẫn tạo hình, Lan Hương giúp người xem có khái niệm trọn vẹn với nhân vật Lệ Mai, danh ca Khánh Ly. Về những bản OST trong phim mà Bùi Lan Hương thể hiện, chất giọng của cô đặt vào những giai điệu đậm chất thơ và tự sự như nhạc trịnh mang đến một làn gió đầy mới mẻ. Những giai điệu của nhìn những mùa thu đi, tình sầu, đại bác du đêm, hạ trắng trở lại trong playlist của khán giả bằng một bản phối hiện đại mới mẻ hơn. Em và Trịnh là phim Việt đầu tiên có doanh thu cán mốc 100 tỷ đồng trong năm 2022. Lần đầu thử sức, Bùi Lan Hương đã được đảm nhận một vai diễn nặng ký và hết sức thành công. Mối tình giấu kín suốt 4 năm với Nguyễn Quảng Dũng Với 4 năm yêu nhau, kể từ năm 2018, đạo diễn Quảng Dũng đã đồng hành Bùi Lan Hương trong suốt hành trình cuộc sống và âm nhạc của nữ ca sĩ từ những ngày mới vào nghề. Tuy nhiên, vì muốn công chúng tập trung vào sản phẩm, nên suốt những năm qua, cô giấu kín chuyện tình cảm. Hợp tác trong MV Giấc Mơ Nhẹ, Quang Dũng là giám đốc sáng tạo của dự án và Lan Hương thể hiện. Thời điểm đó họ chưa công khai mối quan hệ, nhưng nói về bạn gái, đạo diễn dành hết lời khen ngợi. Anh giải thích, người hát nhạc phim phải chuyên nghiệp có nghề, trong khi đó Lan Hương vừa có lợi thế sáng tác, trình diễn, đồng thời tham gia diễn xuất. Đạo diễn cũng cho biết, anh may mắn nên được đồng nghiệp yêu quý và mời được nhiều người giỏi tham dự dự án. Sau này họ tiếp tục cùng làm việc ở em và Trịnh. Vào tháng 3, Bùi Lan Hương tiết lộ có bạn trai 4 năm nhưng cô chưa chia sẻ danh tính. Theo nữ ca sĩ, khi yêu, cô quyết liệt chứ không quỷ lụy. Lan Hương tâm sự bạn trai làm cùng nghề nhưng nổi tiếng hơn cô. Hai người tâm sự với nhau mọi chuyện, lại sống gần nhau nên dễ dàng chia sẻ nhiều điều. Nữ ca sĩ cũng nói thêm khi yêu, tuổi tác không quan trọng, quan trọng đối phương là ai. Bạn trai luôn lắng nghe, làm chỗ dựa và dành những điều tốt đẹp nhất cho cô mà không hề soi mói. Lần đầu công khai sau nhiều tin đồn tình ái. Trước Lan Hương, Quang Dũng chưa công khai mối tình nào. Trong quá trình làm việc ở showbiz, anh không tránh khỏi tin đồn tình ái, từng vướng tin hẹn hò siêu mẫu Thanh Hằng, Mỹ Tâm hay kiện tướng eSports Khánh Thì. Quang Dũng và Thanh Hằng đã hợp tác trong nhiều phim như Những nụ hôn rực rỡ, Mỹ nhân kế, Tháng năm rực rỡ vân vân. Đạo diễn cũng dành cho chân dài nhiều lời khen có cánh. Trong các tin đồn tình cảm, Quang Dũng thường trả lời úp mở hoặc im lặng thay vì giải thích rõ ràng. Nói về vấn đề này, đạo diễn giải thích: "Tôi sợ cảm giác mới vài hôm trước yêu thương thắm thiết trên báo, xong bị mổ xẻ rồi lanh tanh bành Điều đó không chỉ ảnh hưởng riêng tôi mà còn tác động đến người thân, khiến gia đình hoang mang. Nó cũng tạo cảm giác cho khán giả thấy những người làm trong ngành giải trí yêu nhau, bỏ nhau như cơm bữa. Điều đó không tốt cho ai cả. Bất ngờ, sáng ngày 20 tháng 6 năm 2023, ca sĩ Bùi Lan Hương công khai loạt ảnh ngọt ngào cùng đạo diễn Quang Dũng trên Facebook cá nhân. Cô viết, nắng vàng biển xanh và anh xin trân trọng giới thiệu cụ rùa nhà Hương, nay cho cụ ra biển sau 3 năm nuôi nhốt. Bài đăng của Bùi Lan Hương khiến đông đảo người hâm mộ bất ngờ bởi trước này nữ ca sĩ hầu như giữ kín chuyện tình cảm. Dưới bài đăng, nhiều nghệ sĩ Việt như MC Lưu Hoài Trinh, nhạc sĩ Huy Tuấn, nhà thiết kế Hà Thành Phúc, MC Đức Bảo vân vân cũng để lại bình luận chúc mừng cặp đôi. Bên cạnh đó, không ít nghệ sĩ cũng thể hiện sự bất ngờ trước thông tin này. Đại diện ca sĩ Bùi Lan Hương cho hay, nữ ca sĩ và đạo diễn Quang Dũng đã hẹn hò được gần 4 năm. Nữ ca sĩ cũng cho biết hiện rất vui vì nhận được nhiều lời chúc phúc từ mọi người. Cô cũng cho biết bốn năm trước chúng tôi gặp và đến với nhau vì sự hòa hợp trong đại dịch chúng tôi trở thành chỗ dựa và động lực cho nhau bước qua giai đoạn sinh tử khó khăn nhất trong đời đến nay chúng tôi đã sống nhiều năm bên nhau cuộc sống luôn có lúc thăng trầm đi qua tất cả điều đó giúp tôi nhận ra ai mới là người mình thực sự trân trọng vì thế chúng tôi càng nghiêm túc vun đắp cho tình yêu sớm ngày đông quả ngọt tôi thật may mắn khi có anh một người tử tế rộng lượng vị tha và dễ chịu tôi không mong chờ gì hơn nữa có thể thấy sự quyết tâm theo đuổi dòng nhạc dream pop của Bùi Lan Hương đã giúp cô thành công chinh phục công chúng, biến mình là người duy nhất và đi đầu về dòng nhạc này ở thời điểm hiện tại, đồng thời trở thành cái tên được nhiều người yêu mến. Bùi Lan Hương hiện tại cũng là người hạnh phúc nhất cả về sự nghiệp lẫn tình yêu. Các bạn nghĩ sao về Lana Del Rey Việt Nam? Hãy comment ý kiến của mình xuống dưới nhé. Nếu thấy hay thì đừng quên dành tặng cho Ovebiz bọn mình một cái like, share nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo.